Chào mừng các bạn đến với kênh 8 tin tức, kênh của chúng tôi luôn cập nhật những tin tức mới nhất trong ngày và các sự kiện hot nhất trong tuần vừa qua, sự nghiệp và chuyện lạ trên thế giới đều có tại kênh 8 tin tức và hai bản tin này. Rồi, chào mừng các bạn đến với kênh 8 tin tức. Bản tin ngày hôm nay của chúng tôi sẽ có nội dung về bóng đá giữa trận đấu giữa Việt Nam và Thái Lan, đó là Tiến Linh đá chính, Công Phượng lại tiếp tục dự bị. Trực tiếp bóng đá Việt Nam Thái Lan trong ngày hôm nay 20 ngày 19 tháng 11 chỉ có duy nhất tại kênh 8 tin tức của chúng tôi. Vì vậy các bạn hãy ấn vào nút đăng ký để không bỏ lỡ các tin tức mới nhất khi có những trận cầu mới. Và đội hình xuất phát của Việt Nam và Thái Lan đó là ở Việt Nam là Văn Lâm, Duy Mạnh, Ngọc Hải, Tiến Dũng, Hùng Dũng, Tuấn Anh, Văn Hậu, Trọng Hoàng, Văn Toàn, Hoàng Hải và Tiến Linh. Còn ở đội hình ở Thái Lan đó là Calvin, Yoyen, Trombil, Kacharat, Chaiton, Chakalat, Chet, Ekanit, Chamthit, Đăng Na và Chabachot. Lỗ đội hình xuất phát của đội tuyển Việt Nam nhưng thiếu Công Phượng. Theo nguồn tin từ báo chí, huấn luyện viên Park Hang-seo gây bất khờ khi không có sự thay đổi nào trong đội hình xuất phát so với trận đấu với đội tuyển UAE. Thủ thành Đặng Văn Lâm vẫn được tin tưởng trong khung khổ khi bộ ba trung vệ Tiến Dũng, Ngọc Hải, Di Mạnh được giữ nguyên. Bộ đôi tiền vệ trung tâm vẫn là Hùng Dũng và Tuấn Anh, trong khi hai cánh là Văn Hậu và Trọng Hoàng. Bộ ba tấn công ở trận đấu trước là Quang Hải, Tiến Linh, Văn Tròn vẫn được giữ vững. Minh Vương tin Công Phượng sẽ tỏa sáng. Đồng đội tại câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai, tiền vệ Trần Minh Vương dự đoán Công Phượng sẽ ghi bàn ở trận gặp Thái Lan nếu được thầy Bắc tin tưởng. Với Công Phượng, Vương luôn xem Phượng là hình mẫu để mình học hỏi từ cá tính, khả năng chơi bóng, cách sống và đặc biệt là bản lĩnh của Công Phượng. Công Phượng thật sự rất là bản lĩnh các bạn ạ. Vương rất khâm phục Công Phượng. Vương tin chắc rằng Công Phượng sẽ ghi bàn trong trận đấu sắp tới, cụ thể là trận tái Thái Lan trong tối ngày hôm nay. Và tiền đạo Anh Đức bất ngờ nói lời chia tay đội tuyển. Trên mạng xã hội cá nhân, tiền đạo Anh Đức đã nói lời chia tay đội tuyển Việt Nam ngay sau khi trận Việt Nam và Thái Lan kết thúc. Cụ thể, Anh Đức đã viết như thế này: hành trình nào cũng đến lúc phải dừng chân. Anh Đức cảm thấy rất vinh dự được thi đấu cống hiến cho màu cờ sắc áo của đội tuyển Việt Nam cùng rất nhiều thế hệ tài năng của bóng đá Việt Nam. Trong suốt hành trình, Anh Đức và đội tuyển Việt Nam luôn nhận được sự ủng hộ, động viên tình cảm của người hâm mộ. Qua đây, Anh Đức xin cảm ơn người hâm mộ luôn yêu thương và cổ vũ cho Anh Đức. Chúc bóng đá Việt Nam gặt hái được nhiều thành công và thành tích trong tương lai hơn nữa. Và ông Bắc thì sẽ bất bại trước Thái Lan. Trong 2 năm qua, các đội tuyển Việt Nam dưới thời của ông Park Hang-seo đều bất bại trước đội tuyển Thái Lan. Ở cấp độ đội tuyển quốc gia, đội tuyển Việt Nam thắng đội tuyển Thái Lan 1-0 ở King Cup 2019 và hòa 0-0 ở trận lượt đi vòng loại World Cup 2022. Ở vòng loại U23 châu Á 2020, U23 Việt Nam đã hủy diệt Thái Lan đến 4-0. Trước đó, ở giải giao hữu M150, Cúp 2017, U23 Việt Nam đã thắng U23 Thái Lan 2-1 trong trận tranh hạng 3. Và vì thế, Thái Lan đã tìm kế đối phó Việt Nam dựa trên kết quả dò thám. Huấn luyện viên của tuyển Thái Lan Akira Nishino có thể thay đổi chiến thuật nhằm giành quyền lợi trong cuộc chiến trung tiến với Việt Nam. Khi Việt Nam đấu UAE, huấn luyện viên Thái Nam Nishino đã cử trợ lý Ishara Shirato đến Mỹ Đình để dò thám. Từ bản báo cáo của vị trợ lý này, huấn luyện viên từng dẫn dắt Nhật Bản tại World Cup 2018 đang kính tính kế vô hiệu hóa giữa đội tuyển Việt Nam. UAE đã chơi với 10 người trong toàn bộ hiệp 2, vì vậy chúng tôi không thể đưa ra bất kỳ giả định nào trên cơ sở đó. Và Nishino nói trên băng gốc bot. Tuy nhiên, có thể thấy sự tranh chấp quyết liệt giữa Việt Nam và UAE để giành quyền kiểm soát giữa tiến trong một hiệp. Tôi nghĩ chúng tôi cần chuẩn bị cho một trận chiến khác ở hàng tiền vệ vì đó là khu vực quyết định thắng thua. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Qua đây cho chúng ta thấy là Việt Nam chúng ta đang dần bước đến ngôi vô địch trong bóng đá và hy vọng trong trận ngày hôm nay thì sẽ thắng đội tuyển Thái Lan để mang về vẻ vang và cho đội tuyển Thái Lan biết mùi đau khổ. Rồi, cảm ơn các bạn.